Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Anh Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Đó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì con Pokemon mới sắp ra mắt rồi anh em ạ. Thì mình sẽ cho anh em xem cái thông tin về con Pokemon mới ngay bây giờ nhé. Cho anh em xem luôn. Quay màn hình nè. Đây, đây là trang chủ của Pokemon Unite. Tessarina, một con Pokemon cận chiến anh em ạ. Khả năng là anh em thấy con này giống con nào trong liên quân ông ta. Chuột con bé này, lướt này, không chơi lướt này, đá cầu này, đá cầu vào thôi. Sùi, đá sùi nát chết luôn anh em ạ. Thảo mà Tessarina. Pokemon mới sẽ xuất hiện anh em nhé. Và anh em nên để dành 10.000 tiền để có thể mua con Tessarina này nhé. Tôi đang có 8.075 rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ui, cái gì đây, claim này. Login bonus, claim. Ui, tôi tận đến 4.000 rồi anh em. Bá thế nhở. Đã dã man luôn anh em ơi. Đăng nhập là anh em sẽ nhận được rất là nhiều thứ để anh em có thể nâng mắc được cái đồ anh em ạ. Đăng nhập ngày 3, tâm nhập tuần 3 anh em ạ. Rồi. Tôi cần tiền, vấn đề là tôi cần tiền anh em ạ. Không cần được cái này nhiều lắm, tôi cần tiền rất là nhiều ha. 8.175. Nhưng mà cái rank của mình đấu mai nó cứ lên xong rồi lại xuống. Hiện tại chúng ta đang vẫn ở Ultra Class 5. Nó khó dã man luôn, tôi chơi Standard cho nó gọi là đơn giản, cho nó dễ dàng ha. Có thời trang mới dành cho con một vài con có thời trang mới nha anh em. Ok, let's go. Vào nào anh em ơi. Cho gì đây? Lucario Snorlax. Oh, chơi green đi anh em ạ. Green ninja đi rừng cũng được anh em ạ. Rất là tốt. Sẽ đi rừng ha. Tôi sẽ đi Central Arena ha. Đó là một cái lựa chọn hợp lý. Mình đang có một đồ đam và hai đồ phòng ngự. Mình nghĩ cái này là sẽ hợp lý hơn là có quá nhiều đồ ấy anh em ạ. Có quá nhiều đồ, sao nhỉ? Có quá nhiều đồ công mà không có đồ phòng ngự thì cũng hơi bị tèo. Greeniza, con mới trông đẹp nhỉ anh em. Đánh trận này gọi là vui vẻ tí thôi. Tôi mãi vẫn chưa lên được. Vẫn chưa được anh em ạ, vẫn chưa được 30 sao nhỉ, cũng chưa được master ha. Bên nó có gì, Lucario, Cinderay, Zeraora, Venusaur, ui toàn con đam thôi anh em ạ. Ảo thật đấy, toàn con đam rất là mạnh. Như vậy là tôi sẽ đánh theo cái kiểu gì bây giờ? Khó nhằn, thật sự là khó nhằn ha. Không dễ để chiến thắng anh em ạ. Ok, và chúng ta sẽ cố hết sức anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đợi xíu và chiến anh em ơi. Bên nó gieo ra sao lắm đam thế, lắm đam dã man luôn anh em ạ. Ô, cái thằng Zeraora nó bị mất mạng luôn rồi à? Ở đây, vào đây. Vào rồi anh em ạ. Vào rồi anh em ơi, chiến. Không quan tâm đến bọn nó luôn. What the fuck? Mình đi ấy mà. Tôi đi rừng mà anh em. Tôi đi rừng mà, tôi bảo tôi đi rừng ngay từ đầu mà. Nó vẫn cố tình anh em ạ, rồi ok. Đó, cố tình thì thôi vậy. Ăn đi. Tôi chỉ mất một con crab ở phía trên thôi anh em ơi.
Các bạn là con này không nên đi đánh nhau, con này cần phải có thời khoảng không để gọi lại ăn Grab anh em ạ. Lucario. Ôi. Ăn con này trước. Ui mẹ Zedora anh em ạ. Fuck you. Lại có cả Zedora ở đây nữa, cẩn thận chết nha anh em ơi. Tôi nghĩ tôi chết mất, sợ lắm. Ui mẹ ở đây còn có cả. Ui không được, không được, không được, không được. Con Zedora nó vào nó đánh nhau bây giờ. Đồng thế. Farm đã anh em ơi. Farm. Con này mình phải farm anh em ạ, mình phải có level ha. Bên đó cũng có Green Ninja nha anh em. Double team. Ăn hết bãi rừng đã tính sao. Chúng ta là ở lì trong rừng luôn anh em ạ. Cái kia lên trên rồi, hay quá. Double team. Xuống dưới là đánh nhau này anh em ơi. Có đánh nhau không? Chúng ta nên chia ra anh em ạ. Má nó lên Water Shuriken rồi. Lên được Water Shuriken thì mệt rồi. Là tèo ấy chứ đừng có nói là ấy. Nên Water Shuriken là cực kỳ khó nhằn à. Để bố mày lên Water Shuriken cái. Vãi đạn luôn ạ. Tôi lên Water Shuriken chưa. Chết luôn rồi. Thôi rút là chính xác anh em ạ. Tại sao không ăn cái kia đi nhỉ? Tại sao không ăn con ở trên đi nhỉ? Tại sao không ăn con Dreadnought ở trên ta? Khá là lạ, khá kỳ lạ, sao không ăn Dreadnought ở trên này này? Có tận 4 con cơ mà. Thả banh vào đây cái. Thả banh vào đây cái. Đúng rồi. Bó tay chấm com luôn. Kệ ra anh em ơi. Đi. Mình thả banh ở dưới này tốt hơn à. Các mình nhặt thêm banh ở dưới kia thì nó sẽ hợp lý hơn anh em ạ. Mình đã giết được mấy con ở bên kia rồi mà vẫn không ăn được thì bó tay ấy. Kệ đi anh em ơi, về tôi về đó. Về để ăn mấy cái bãi crab rừng rồi đã, tí sau ha. Chết hết rồi. Chạy đâu bạn. Giết hết mà. Hôm nay sao chạy đâu được. À, mình giết hết mà, bọn này vứt va vẩn nhưng mà làm sao đánh được. Nhưng mà không farm là mình là thua nhá. Không farm là thua đấy. Mình chẳng biết là đi đâu. Hướng nào. Anh em cố gắng cướp đi. Mình cần level anh em. Tôi cần rất là nhiều level ha. Attacking Dreadnought. No. Giết luôn Pikachu rồi. Bảo rồi trên đấy là nó đông lắm. Ăn sao được.
một bé. Ok ok. Thả câu. Úi giời ơi, đen thế nhờ. Vãi đạn à. Con kia chú kia chưa kịp ấy luôn. Đấy, nên về nhỉ, vậy nên về hợp lý hơn. Mình đang có 61 rồi này. Mình đang level 13. Vẫn hơn bọn này một level. Vẫn hơn nó lên một level anh em ạ. Cố gắng farm tiếp. Ăn Dreadnought cũng là một cái ý hay. Lên top ăn Dreadnought ha. Đi lên top ăn Dreadnought nào. Ui, không kịp luôn ạ. Chết ngay, có cái chặn tường hay quá. Chết ngay, 14 rồi anh em ơi. Chúng ta cũng chưa phải xoắn lắm. Mình cố gắng cày lên 15 cái xong rồi tĩa mình vào mình có thể tự tin ha. Với cả chiêu cuối các thứ nữa. Nào. Về hồi máu cái xong rồi lên tiếp nhưng mà mất cái cửa rồi. Quá khó chơi bắn chó rồi. Vào đi. Còn 20 mấy giây nữa kìa. Kìa. Vào đi. Chết hết. The final stretch. Nào giờ ăn căn con giữa này anh em ơi. Chúng ta đang có 15 ở đây. Tốt. Đi anh em ơi. Tấn công. Tổng lực. Tổng lực anh em ơi. Yes, về đã. Nào, vào đây. Mình mắc level rồi anh em ạ. Đây làm gì? Ngáo à? Làm sao đánh được? Mình level 15 mà. Tôi level 15 mà anh em. Làm sao mà có thể là đẩy vào đây được với tôi? Tuổi tôm à? Nhưng mình nghĩ mình nên lấy đánh để lấy thêm cái... gọi là cái gì nhỉ? Để nó hồi lại cái chiêu đầu tiên cho nhanh anh em ạ. Hay à? Chặn luôn đưa tường anh em ơi. Chúng ta chuẩn bị vào nhá. Quan trọng là phải cày level anh em, phải luyện level ha. Vào đây. Làm sao mà vào được? Tuổi tôm à? Chết ngay mẹ láo thật sự luôn. Cũng vào luôn, mình level 15 đây rồi. Chúng ta gọi là giữ vững cái mặt trận ở đây quá. Nếu mà mình farm nhiều. Trận này farm cháy máy luôn. Có farm này. 14-2 luôn đấy. Thật sự là mạnh mà. Con này phải được farm. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. Phải được farm anh em ạ. Chúng ta được MVP luôn. Kinh nghiệm của một rank Ultra rồi nha.